hơn một tháng trời cùng nhau chuẩn bị một cái chương trình như thế này. Và chúng tôi đã vượt qua rất là nhiều cái trở ngại và khó khăn. 365 ngày không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để trải nghiệm, đủ để cảm nhận những tình yêu thương, sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn của tập thể System Chapter. Hôm nay, cho sự kiện trọng đại này, System được vinh dự đánh dấu sự ghi nhận, sự phát triển đúng đắn của System.